sáng lên, ai cũng muốn mình được gọi vang tên. Đừng giữ muôn ngàn ánh sáng, thành công chỉ là một khoảnh khắc. Mình đang nếm chân vì ngọt chiến thắng. Sau những khó khăn, đã trải qua những ngày phong ba. Đam mê ai cũng đã có, ai cũng đã từng đốt cháy con tim của mình. Tuổi trẻ ai cũng ước muốn, ai cũng háo hức. Mặn quá. Mia, hình như thằng Nguyễn chưa lấy lại được vị giác phải không? Mấy người này là sao? Con muốn chú làm gì? Chú đọc tên thấy quen không? Chú biết mấy người này ở bên Hiệp hội Bánh kẹo Việt Nam. Chú biết thì càng tốt, càng dễ dàng. Thank you.
Thầy ơi, thầy cũng phải cố gắng lên nha. Muối của trứng chưa có đều, mùi vị thơm của bánh á thì vẫn chưa xuất sắc như chúng ta mong muốn. Chúng ta phải làm lại rồi. Thầy, sao thầy xuống đây vậy? Thầy thấy trong người khỏe lại chưa? Có thấy trong người khỏe hơn chút nào không thầy? Thầy vẫn khỏe, con cứ yên tâm. Dạ. Còn con, sao rồi? Hả? À, vẫn chưa ngửi được mùi vị gì hết phải không? Ừ. Dạ, dạ chưa. Con sợ kỳ thi lần này... Con phải tự tin lên chứ. Con cứ nghĩ không còn hy vọng thì làm sao có thể bình thường lại được. Dạ. Ý thầy là... Tất cả mọi việc đều xuất phát từ bản thân mình mà ra hết. Con nghĩ như thế nào thì nó sẽ ra như thế đó. Con hiểu ý của thầy chưa? À. Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Ừ. Thầy ơi. Thì ra chỉ là mơ. Là vị chua.
là mùi thơm. Là vị cay. Là vị đắng. Còn có cả mùi thơm nữa. Mình làm được. Nhất định mình sẽ làm được. Phạm hữu nguyện, để tôi coi ngày mai mày sẽ xoay sở như thế nào. Ngoài này giờ tối rồi, mai còn thi nữa, sao không đi ngủ đi? Thì tôi muốn ngồi đây hóng mát một chút. Mà sao cô chưa chịu ngủ đi? Khuya rồi đó. Có lo không? Lo chuyện gì? Chuyện cuộc thi ngày mai á. Không có lo nhiều, nhưng mà có hồi hộp. Mọi người đang kỳ vọng vô tôi rất nhiều. Tôi sợ nếu ngày mai có sơ suất để thua, không lấy được bản quyền bánh mặt trời về cho thầy, thì mọi người sẽ thất vọng biết chừng nào. Nhìn đi, vua bánh Phạm Hữu Nguyện. Phải lấy nó là mục tiêu của mình. Và hãy nghĩ tới những người yêu thương và luôn ủng hộ cho anh. Hãy luôn nghĩ tới điều đó, chứ đừng có nghĩ tới tiêu cực, hiểu không? Hiểu không? Chà, bữa nay nói chuyện triết lý dữ ta. Ok, tôi biết rồi. Cảm ơn nhóc nhiều. Nhóc? Để anh nói là không có gọi người ta là nhóc nữa đâu mà. Nếu như không phải ngày mai anh thi, là tôi đã cho anh biết tay. Lúc nào á, cô cũng chỉ hù dọa tôi thôi. Nè, chưa có đánh được tôi cái nào không? Tôi tính sổ. Anh thi xong đi rồi biết. Nói nghe nè, nếu như tôi thắng cuộc thi ngày mai thì sao? Cô có phần thưởng đặc biệt nào dành cho tôi không? Mà sao cứ chăm chăm đòi tính sổ với tôi hoài? Phần thưởng đặc biệt á hả? Ừ. Anh muốn được thưởng cái gì? Nè, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Làm cái gì mà mặt đỏ gất lên vậy? Nếu tôi thắng cuộc thi ngày mai, tôi muốn có một cái gì đó thật đặc biệt. Cô đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà anh không có được bắt tôi mặc váy, đeo nơ, rồi trang điểm lèo lẹt giống hôm bữa nữa đâu nha. Ok, đồng ý là được rồi. Để coi tôi suy nghĩ, coi tôi muốn phần thưởng gì cái đã. Còn bây giờ á, thì đi ngủ lẹ đi nhóc. Còn phải đợi anh suy nghĩ nữa hả? Anh âm mưu tính kế hại tôi chắc luôn. Xin mời ông Lý Văn Bình. Có tôi.
Xin mời ông Hoàng Văn Phan bên tiệm vua bánh mì. Tôi là Lê Văn Mường, xin được đại diện cho ba của tôi là ông Hoàng Văn Phan, cũng như đại diện cho tiệm bánh vua bánh mì. Ba của tôi đang bị bệnh nặng nên xin phép không có mặt trong ngày hôm nay được. Ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc thi giữa hai bên để xác định bản quyền làm bánh mặt trời. Xin mời đại diện bên ông Lý Văn Bình và đại diện bên tiệm vua bánh mì. Tôi là Phạm Hữu Nguyện, sẽ là người đại diện cho tiệm bánh vua bánh mì. Còn người bên ông đâu, ông Bình? Tôi là Trương Minh Quân, đại diện cho bên ông Lý Văn Bình. Hai cậu đã sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Mọi người hãy để con thử làm một mẻ bánh mặt trời rồi đánh giá giùm con nha. Nhưng mà cái lưỡi của con đã nêm nếm lại được chưa? Dạ, thì chú để con thử trước đã. Tôi sẵn sàng. Cuộc thi bắt đầu. Mọi việc bên đó sao rồi? Có ổn không? Dạ, em đã làm xong xuôi hết rồi. Ở trong đó, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Cậu cứ túc trực ở đó cho tôi. Có tin gì mới, nhớ báo tôi liền nha. Dạ, biết rồi. Cố lên con trai. Một điều quan trọng nữa là muối trứng thì phải được muối bằng muối biển sạch tự nhiên. Có như vậy thì mùi vị của trứng muối mới có thể ngon được. Có bị nồng không ba? Chắc là nó cảm thấy mùi vị chưa có vừa ý, cho nên nó đang cân bằng. Con cứ yên tâm đi. Ông ngoại con nói thằng bé này được trời phú cho vị giác và khứu giác rất tinh tế. Thank you.
chú thử dùng con đi. Sao rồi chú? Bánh thơm lắm con, giống y chang cái vị bánh mà ngày xưa thầy chúng ta đã làm. Đúng, đúng mùi vị này luôn rồi, đúng bánh của thầy làm rồi. Thằng bánh nhập anh thấy gì vậy? Thằng bánh cái gì? Thằng Nguyễn làm ăn ngon thiệt chứ bộ. Nguyễn à, tại sao cô có thể làm được cái bánh ngon như vậy chứ? Dạ, cách đây mười mấy năm, khi lần đầu tiên con gặp thầy, thầy đã cho con ăn cái bánh này. Mà mùi vị của nó con không bao giờ quên được. Chỉ cần hình dung lại cảm giác, nghe mùi và đếm vị khi đó, con chắc chắn sẽ làm lại y chang. Nói vậy là con cảm nhận được mùi vị rồi hả? Dạ phải. Thank you.
Mời anh Quyền. Xin mời hai đội về vị trí. Ông biết chọn quà rồi chứ? Phút rồi so với thời gian tập ở nhà, thiệt là nó canh thời gian nhiệt độ kiểu gì không biết nữa. Lần này dù mày có tinh tướng tới cỡ nào thì cũng không thắng được tao đâu. Ngay lúc này, mình đứng đây không phải để tranh giành thắng thua. Mình có mặt ở đây không phải vì muốn đấu đá với ai hết. Nó làm được rồi. Mình ở đây là vì thầy, vì tấm lòng của từng người trong nhà đã dành cho mình. Mình không được làm cho mọi người thất vọng. Đó chính là lý do vì sao mình phải làm bánh này. Bây giờ là phần chấm điểm của hội đồng ban giám khảo. Cố gắng lên cho thầy, con cũng sẽ cố gắng hết sức để lấy bản quyền bánh mặt trời về cho nhà mình. Con sẽ giúp thầy chứng minh sự trong sạch của mình. Nguyên à? Dạ. Những chuyện đó bây giờ đối với thầy không còn quan trọng gì nữa. Thầy chỉ có một mối quan tâm duy nhất là con đã làm được bánh mặt trời hay chưa. Dạ.
tự tin. Con phải tin vô bản thân mình. Con phải tin nhất định mình sẽ làm được. Nghe không con? Dạ, con biết rồi thưa thầy. Hội đồng ban giám khảo đã thử bánh xong, bây giờ là phần công bố kết quả. Lần lượt từng người trong ban giám khảo hãy cầm dĩa bánh của người mình chọn đặt lên phía trước. Ba người xác định được bánh mặt trời của đại diện tiệm bánh Vua Bánh Mì đạt đúng tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc bản quyền bánh mặt trời từ giờ về sau sẽ thuộc về ông Hoàng Giang Phan của tiệm bánh Vua Bánh Mì. Con cảm ơn mọi người, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Con cảm ơn mọi người. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi Nguyễn ơi, thắng rồi Nguyễn ơi. Sao Nguyễn ơi, con giỏi lắm, giỏi lắm con. Mày giỏi lắm. Mình thắng rồi chú à. Quyền, con giỏi lắm. Cảm ơn chú. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn anh. Chúc mừng mọi người. Cuộc thi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người có thể ra về được rồi. Hiệp hội sẽ gửi giấy chứng nhận về tiệm Vua Bánh Mì trong mấy ngày tới. Cảm ơn cậu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh. Con giỏi lắm con trai ơi. Dạ. Con giỏi lắm. Ông có biết mình đã làm gì không? Ông đã nhận tiền của tôi rồi mà. Tôi cũng đang định gặp cậu Thành để đưa lại tiền, nhưng gặp cậu ở đây tôi gửi lại luôn để khỏi phải phiền phức. Ông dám? Đúng là lúc đầu tôi có nhận tiền, nhưng khi ăn được miếng bánh của cậu Hữu Nguyện rồi thì tôi phải đổi ý thôi. Ông nói cái gì? Cho dù tôi có cần tiền đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi ăn được miếng bánh đó vào miệng rồi mà nói là không phải bánh mặt trời thì đúng là tôi dối người dối lòng. Xin lỗi, tôi không thể làm được.
Anh kêu em tới đây có chuyện gì hả? Không có gì. Không có gì sao kêu em tới đây? Tại vì nghĩ hôm nay là một ngày vui. Chuyện vậy mà nó cũng làm được. Bữa nay ở đây có chuyện gì vậy? Quân à, ngày hôm nay á, mày làm cho mọi người bất ngờ lắm đó. Thiệt là thất vọng quá mà. Thôi Lộc, bỏ đi con. Không cần phải nhiều lời với người như vậy đâu. Thôi, đi về. Ờ, khoan đã, mọi người chờ con với. Có chuyện gì hả anh? Chuyện gì vậy Nguyễn? Không có gì đâu. Lan Anh chạy theo Bảo đi. Ba, hôm nay thằng Nguyễn nó đã làm bánh mặt trời thành công xuất sắc rồi đó ba. Tiệm bánh của nhà mình đã lấy lại được danh dự rồi. Đừng uống nữa. Anh uống nãy giờ hơi nhiều rồi đó. Uống. Tao đã nói gì với em? Chắc là nó hả hê lắm. Vì hôm nay nó đánh bại được anh như vậy. Ảnh không có nói gì hết. Ảnh không nói gì hết. Nghe tình cảm dữ. Trong mắt của em, Hữu Nguyễn là một thằng cao thượng, còn anh chỉ là một thằng công tử không ra gì. Anh bị sao vậy? Uống vô rồi nó năng lung tung vậy hả? Mà sao anh cứ phải đi kiếm chuyện với Nguyễn? Dù sao trong gia đình Nguyễn cũng là anh trai của anh mà. Và Nguyễn đâu có làm gì sai với anh. Anh trai hả? Chưa bao giờ anh coi nó là anh trai. Không bao giờ chấp nhận chuyện nó xảy ra. Ngay cả người anh yêu thương nhất cũng luôn nghiêng về thằng đó. Thì anh phải làm sao kêu nó là người một nhà được chứ? Anh từng nói anh muốn hạnh phúc mà. Anh đã thấy mình hạnh phúc chưa? Nếu như em ở bên anh mà cảm thấy không hạnh phúc thì em quay về với nó đi. Em đi đi.
Em mệt rồi, tính tiền về thôi. Anh bị làm sao vậy? Nè. Tôi không sao. Thật ra nếu ở bên cạnh Quân thì sẽ tốt hơn cho Lan Anh. Tốt hơn ở chỗ nào? Người Lan Anh thích là anh mà. Với lại anh đâu có thua kém anh Quân chuyện gì đâu. Thiệt mà, ngày hôm nay anh đã chứng tỏ cho mọi người thấy là anh không thua kém chuyện gì cả. Cảm ơn nha bạn Hiền. Trăng đêm nay đẹp quá ha. Đẹp thiệt. Hữu Nguyện à. Gì nhóc? Anh làm tốt lắm. Cái gì? Lão già đó đã nhận tiền rồi còn trả lại hay sao? Thằng Bảo đâu rồi? Nó có sao không? Dạ cậu Bảo đang ở đâu thì em không biết. Nhưng cậu Bảo lúc đó tức giận lắm. Thôi được rồi, thằng Bảo để tôi lo. Giờ cậu dạ. Lo triển khai kế hoạch sắp tới đi. Vụ tiệm bánh hả anh? Đúng rồi, nhớ làm cho khéo đó. Dạ, em đi biết đi. Rồi. Chú ơi, chú. Khoan đã chú ơi. Chú ơi. Chú ơi. Khoan đã chú ơi. Chú đã tới đây rồi, không vào trong một chút sao? Tôi đã thua cuộc rồi. Cậu muốn tôi vô đó để nhận thua tiếp hay sao? Dạ không phải vậy đâu chú. Tại vì lúc này thầy con đang bệnh. Nếu thầy biết được chú tới thăm chắc thầy sẽ vui lắm. Khi tôi nhìn thấy cậu muối trứng và đánh bột, tôi đã biết mình thua rồi. Chú nói thiệt hả chú? Phải. Anh Phan có một công thức làm bánh riêng mà ảnh nghiên cứu nhiều năm trời. Nghe qua mùi vị là biết rồi, không thể lẫn vào đâu được. Anh Phan nổi tiếng vào thời đó cũng là vì vậy. Tôi dù được trời phú cho khứu giác và vị giác tốt cũng không sao thành công bằng ảnh, cũng chỉ vì lòng ích kỷ ganh tị hẹp hòi của mình mà tôi đã đánh mất rất là nhiều thứ. Rốt cuộc trắng tay và quay lại vạch xuất phát. Chú ơi, chú không vô gặp thầy con thiệt hả chú? Tôi ăn bánh của cậu làm coi như là lời chào tới ảnh rồi.
thanh bình. Bảo, con về rồi đó hả? Ba con đang trong phòng làm việc. Con vô chào ba một tiếng đi. Dạ. Thưa ba, con mới về. Ừ. Con thi sao rồi? Con đã thua rồi. Con bệnh thì về phòng nghỉ đi. Nhưng bù lại, con đã tìm được công thức làm bánh mặt trời đó ba. Có một người ngày xưa là bạn của thầy Phan đã đưa cho con công thức này. Nguyên liệu và công thức làm bánh con đã ghi lại hết rồi. Ba xem đi ba. Công ty mình có thể đưa vào sản xuất hàng loạt được đó ba. Nếu là công thức của ông Bình thì con không cần đưa cho ba coi đâu. Dạ. Ba không muốn xài công thức của người đó trong công ty của ba. Nhưng mà ba, Bảo, ba đâu có kêu con đi kiếm công thức bánh mặt trời. Và cũng chưa bao giờ ba bắt con phải lấy cho bằng được giấy chứng nhận của thầy Phan. Cái ba cần ở con không phải là những thứ này. Con không hiểu sao Bảo? Gia Bảo à, con cũng đừng buồn và đừng quan tâm tới những chuyện này. Con nên nhớ, tương lai của con trước sau gì cũng là người thừa kế tập đoàn Thành Phát. Con chỉ cần tập trung vào việc vào công ty làm và cũng lo cưới vợ đi. Được rồi ba, con không muốn nghe nữa đâu. Má muốn con ngưng lại chuyện tình cảm với con Lan Anh đó đi. Đó không phải là một tương lai tốt đẹp gì cho con đâu. Có phải má đã quên con đã nói gì với má rồi sao? Con chỉ thương một mình Lan Anh, chỉ có Lan Anh và duy nhất Lan Anh mà thôi. Ngoài ra con sẽ không lấy bất kỳ một cô gái nào khác. Con phải cưới một người môn đăng hộ đối với con, người có thể hậu thuẫn về tiềm lực kinh tế cho con sau này. Có như vậy thì thằng Hữu Nguyện nó có vô công ty làm được hay không cũng không quan trọng, không có ảnh hưởng gì tới con. Con hiểu hay không vậy? Mà nói gì, Hữu Nguyện sẽ vào công ty làm? Đúng. Tại sao? Ba con đang tính đưa nó vô công ty làm. Nhưng má sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu. Con tin má chứ?
chuyện gì vậy chị? Còn hỏi nữa hả? Tôi tới để vạch mặt cái tiệm bánh bất lương này nè. Ủa chị ơi, nhà em chỉ bán bánh thôi mà, chứ có bán gì, lỗi với chị đâu mà chị nói là buôn bán bất lương. Tôi nói có sách mới có chứng đàng hoàng hay chưa? Nhìn kỹ cái bánh đi. Trời, sao lại có con gián chứ? Chị ơi, hay là chị mua bánh ở ngoài rồi nhét vô hộp bánh nhà em hả? Trời ơi, mọi người ơi xem nè, cái tiệm vua bánh mì này nè, làm ăn ác nhân thất đức lắm. Bán bánh đã có con gián chết ở trọng rồi mà bây giờ còn dở trò ăn nói lật lọng, còn tính đổ thừa tôi nữa kìa. Mọi người mua lại mà xem nè. Cái gì mà kỳ cục vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Trời ơi, trong bánh có con gián to nhìn ghê quá. Tôi nói thiệt á, ai không tin vào mà xem. Đó, vào xem đi. Trời ơi, không phải bánh nhà em đâu. Chú ơi, đừng có giật gián. Chú ơi, không phải. Lộn rồi. Bánh này không phải của chú. Chị kia, chị ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi sẽ kiện chị vì tội vu khống cho những người khác á. Cái gì? Kiện hả? Kiện thì kiện đi, coi ai chết biết liền. Mấy cái người trong tiệm vu bánh mì này hung dữ thiệt, đã làm sai rồi còn ông ngỏng cái miệng lên cãi nữa. Thì đó. Chị đúng rồi. Đi kiện đi chị đó. Có nhân dự cho mấy người này nữa. Thấy chưa? Tỉnh lại đi chị, chắc là có chuyện gì hiểu lầm xảy ra đây mà. Nè, có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Chuyện này là sao? Ba, ba định đi đâu vậy ba? Ba, ba định đi đâu vậy? Ba muốn lấy gì con lấy cho ba. Muốn ra tiệm bánh một chút. Nghe có gì ồn ào ngoài hả con? Dạ, dạ đâu có. Đâu có gì ồn ào đâu ba. Hình như có ai lớn tiếng lắm à. Dạ không có. Làm gì có chuyện mà ai dám lớn tiếng ngoài tiệm của mình. Ba, ba đang bệnh mà, ba ráng nằm nghỉ ngơi đi. Rồi ba muốn lấy gì con lấy cho, hay là ba muốn làm gì con làm cho ba. Nằm riết à, xương cốt nó rệu rã hết à. Đi tới đi lui cho nó mau khỏe. Dạ. Đi tới đi lui hả ba? Thôi được rồi, để con lấy cờ tướng nha. Rồi con với ba chơi cờ tướng ha. Gì? Thì cờ tướng cũng tới lui đó ba. Cờ tướng? Dạ. Con tượng với con tướng còn phân biệt không được, đòi đánh cờ tướng. Con phân biệt được chút chút mà ba. Ba muốn xuống tiệm bánh, nằm lâu, lâu quá rồi, giờ nhớ tiệm quá. Thì ba nghỉ ngơi đi, tiệm vắng que hả? Hả? Về. Dạ đâu có gì đâu. Hầu này tiệm ấy lắm hả con? Dạ không, tiệm vẫn bình thường ba. Ý con nói là giờ nãy dưới không có đứa nào hết vắng que hả? Thôi ba ơi, ba nằm nghỉ ngơi đi. Bây giờ ba đang bệnh trong người, ba đừng có ra ngoài tiệm như vậy á, không có tốt. Dạ. Gì đâu không tốt. Đi tới đi lui, hít thở khí trời tốt cho sức khỏe chứ con. Dạ con biết, nhưng mà... Thôi. Hiểu. Mày hiểu gì? Không ra nữa. Tính nói là hả, bệnh nhân ra tiệm bánh sẽ gây ảnh hưởng tâm lý không tốt cho khách hàng, đúng không? Dạ đúng. Không. Dạ không đúng. Ý của con á là không phải như vậy. Nhưng mà ba, con nói như vậy rồi mà ba còn tính đứng lên đi lâu nữa vậy ba? Trời ơi, bây giờ đi vệ sinh cũng không được nữa hả con? Dạ được. Dạ, để con đỡ ba. Thôi khỏi, tự đi được rồi.
Cảm ơn con nhiều nghe không. Cái kiểu này giấu được bao lâu đây? Sao rồi? Có gì trục trặc không? Không, anh vẫn đang tiến hành. Mọi việc vẫn đang tiến triển theo đúng ý của mình. Họp cổ đông sắp tới, việc đưa thằng Bảo vô làm cũng phải làm sao cho xuôi chèo mát mái. Nhưng có số cổ phần của má thằng Nguyện, mình vẫn còn thiếu 8% nữa. Trong vòng một tuần, bất kể làm cách gì cũng phải có số phần trăm đó cho em. Nếu không thì em không thể nào yên tâm được. Chỗ đứng của thằng Bảo sẽ bị thằng Nguyện cướp hồi nào không hay. Anh hiểu rồi. Thôi, anh vô có việc phải làm đi. Chị Phượng hả? Tôi Ngọc Khuê nè. Kiếm về ăn đi. Cũng cả tuần rồi chưa gặp mà. Ừ, có chuyện. Gặp nhau đi rồi nói ha. Bye chị. Mọi người ơi, dạ chào chú. Trên báo có thông tin về tên bánh vua bánh mì mình nè. Sao vậy? Trên đó nó ghi cái gì? Dạ, để con coi. Đọc lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Thiệt là quá đáng mà. Ở trong ghi gì? Dạ, ở trên này có ghi là sự việc xảy ra tại tiệm bánh vua bánh mì, lâu năm nổi tiếng bậc nhất, và làm cho người tiêu dùng hoang mang về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và cái tâm của người bán. Họ kinh doanh trên sức khỏe của người khác và sẵn lòng bán rẻ lương tâm của mình vì lợi nhuận. Trời đất ơi, nhà báo nào mà ghi kỳ cục quá vậy? Dạ, đây chỉ là tờ nhỏ thôi, còn tờ lớn hơn. Nhỏ cái gì mà nhỏ, cho dù nhỏ cũng phải làm cho ra chuyện mới được. Dạ, còn tờ này mới quan trọng nè, tờ này uy tín hơn nữa. Mấy người này đúng là tức thiệt chứ. Mày sao vậy Lộc? Đọc lớn lên cho mọi người nghe. Dạ, cái tờ này kêu gọi ủng hộ cái gì mà đút giấy phép kinh doanh của nhà mình đó. Nhưng mà chuyện mới xảy ra thôi mà, sao lại có nhiều thông tin về hình ảnh quá vậy? Dạ, đúng rồi đó chú. Chú nhìn đi, chú nhìn cái bánh nè. Giờ chú nghĩ đi, ai còn dám vô tiệm bánh của nhà mình ăn nữa. Trời ơi, nhưng mà tại sao lại đòi rút giấy phép kinh doanh của mình ở trên những tờ báo như vậy? Nhưng mà cái chuyện rút giấy phép kinh doanh gì đó đâu có liên quan gì tới họ, mà tại sao họ lại kêu gọi nhau chứ? Con nghĩ là họ đang tạo sức ép dư luận đó má. Nhưng mà tiệm bánh nhà mình không làm chuyện gì sai trái hết. Anh à, nếu như mà họ làm dữ quá, mình bị rút giấy phép kinh doanh á, thì tiệm của mình đóng cửa thiệt hả ông? Con nghĩ là họ đang tạo sức ép dư luận đến các cơ quan chức năng đó má. Tôi thì lại lo chuyện khác. Ba cái chuyện rút giấy phép kinh doanh đó không quan trọng. Cho dù họ không rút á, nhưng mà tin tức có đưa ra vậy nè, thì nghĩ đi, sau này có ma nào dám tới tiệm mình để ăn. Tôi chỉ sợ là sau này á, nó không rút giấy phép kinh doanh của mình cũng tự tuyên bố phá sản á, tự đóng cửa luôn á. Chú. Chú cái gì? Hả? Bây giờ hãy suy nghĩ cái gì mà tiêu cực nhất đi. Lỡ sau này chuyện đó tới thiệt với mình nó đỡ thất vọng hơn. Nếu mà như vậy á, thì mình phải gỡ hết những bài báo đăng này mới được. Nè 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 nè, mọi người ơi, có cách nào không vậy? Đúng rồi đó chú. Không mấy bây giờ mình tới thẳng tòa soạn báo luôn, rồi mình làm việc rõ ràng. Chứ cái việc này chưa có luận mà. Anh nói gì đi chứ. Tôi thấy cái chuyện này, cái vấn đề nằm ở chỗ không đơn giản chúng ta làm sai, mà là nó có điều gì đó quẩn khúc ở trong này. Cho nên nếu mà xử lý theo cái cách thông thường thì sẽ không có tác dụng gì hết. Anh nói đúng. Nếu chúng ta làm ăn gian dối thì phải sợ những cách đối phó thông thường này. Cho nên chuyện này em thấy có điều gì đó mờ ám.
Vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Khi nào bên thanh tra họ sẽ xuống lấy mẫu? Dạ, con thấy là chuyện xảy ra hôm qua, chắc trong hôm nay hoặc ngày mai bên an toàn thực phẩm sẽ xuống nhà mình đó ba. Nếu cần thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ý anh là sao? Mình phải chuẩn bị sẵn một ít tiền đi. Anh nói chuyện đơn giản quá anh Mừng. Anh nghĩ sao mà một ít vậy? Theo tôi đó nha, để lo chuyện này nè, không dưới 200 triệu đâu. 200 triệu? Trời đất ơi, tiền ở đâu mà bỏ ra 200 triệu để lo chuyện này chứ? Nhưng mà nếu như mình không đủ tiền để lo cho họ thì có khi nào tiệm bánh của mình bị đóng cửa không vậy? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy nè? Sao tự nhiên tai họa từ ở đâu ập xuống đầu nhà mình vậy? Ai như người đó? Có. Xong hết rồi. Tại sao lại lén lút như vậy? Nhưng người này không đáng tin chút nào. Tôi đi nha. Sao chú ở đây? Thấy cậu đi theo người phụ nữ đó nên tôi đi theo coi có giúp được gì không. Thì không ngờ lại nhìn thấy một câu chuyện khác. Chú có thấy chuyện vừa rồi không? Chắc không phải tình cờ mà chúng ta thấy được chuyện mờ ám trong bóng đêm. Không biết là có liên quan tới chuyện đã xảy ra ở tiệm của mình hay không. Chỉ tiếc là hồi nãy con không kịp nhìn thấy rõ biển số xe để dễ điều tra hơn. Cậu đừng có lo, tôi đã nhìn thấy được hết chiếc xe đó rồi. Tôi sẽ tìm hiểu về chiếc xe, nhưng mà điều quan trọng là không cho tất cả mọi người ở tiệm bánh biết. Nếu mọi người biết chỉ là mọi người lo lắng thêm thôi. Chú giúp mọi người tìm hiểu thông tin chiếc xe sớm sớm. Tinh thần mọi người có vẻ không ổn. Tôi đã có một chút thông tin, chỉ cần đi xác nhận lại thôi. Tôi sẽ đi trong hôm nay. Cảm ơn chú. Tiệm bánh này tôi xem như gia đình rồi. Gia đình gặp nạn thì ai lại không lo lắng. Tôi chỉ cố gắng hết sức. Mình làm được cái gì thì cố gắng thôi. Đừng nói là cảm ơn tôi. Đây là thông báo chúng tôi gửi cho ông.
Chúng tôi sẽ lấy mẫu bánh ở tiệm này để tiến hành kiểm tra theo đúng quy định. Kể từ bây giờ cho đến khi có kết quả chính thức, tiệm bánh sẽ bị đình chỉ sản xuất. Tôi hiểu rồi. Ăn đi chị. Bảo nó về rồi sao? Mà nó có lấy được cái bằng gì đó không? À, đương nhiên. Nó thì cũng đâu có cần lấy bằng đâu chị. Nó học để về quản lý công ty mà. Chị có nhớ lần trước mà tôi nói là chị cùng góp vốn, nhưng chị nói chị đang kẹt. Chị nhớ không? Ừ, đúng rồi. Hôm nay tôi gom được đủ rồi, chỉ còn thiếu chút xíu nữa là quyền điều hành Thành Phát thuộc về Gia Bảo rồi đó. Thiếu một chút xíu là thiếu bao nhiêu chị? Đối với Trường Phát, chục tỷ thì nhầm nhò gì, đúng không? Chị cứ làm như tôi là đại gia không bằng. Mà nè, con bé Mai Thanh nhà tôi á, nó nhắc thằng Bảo hoài à. Mà cháu nó cũng mới về nước á nha. Vậy à? Ồ, sao trùng hợp vậy? Vậy thì tốt quá rồi. Mà hai đứa tụi nó mà thành vợ chồng á, thì cái phần đó tôi coi như là đầu tư cho hai tụi nó vậy. Tôi nghĩ vậy nè. Hay là cuối năm mình tổ chức lễ cưới cho tụi nó luôn đi, được không? Ừ, vậy thì tốt lắm đó. Tôi tính là vài bữa nữa dẫn con bé Mai Thanh nhà tôi đi sắm một ít nữ trang với lại quần áo nữa. Con gái gì mà không biết mua sắm, mà họ cũng không biết chân diện gì hết, vậy ai mà yêu cho được. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Chuyện đó cứ để cô Khuê. Chị cứ nói với nó là chờ cô Khuê qua đón, hai cô cháu sẽ đi mua sắm. Cô Khuê mà tư vấn là khỏi chê luôn. Chị thấy sao? Được rồi, chị mà tư vấn về thời trang thì ai bằng nữa. Đúng rồi đó, vậy đi ha. Giờ mình ăn ha. Hôm nay mà cũng còn làm bánh nữa à? Vẫn hoạt động vẫn phải làm chứ anh. Không làm sắp tới ăn gì? Có bánh mới luôn rồi nè. Tụi anh có muốn lấy mẫu luôn không? Bánh hôm nay sẽ khác với bánh hôm bữa. Khác? Khác là khác sao? Hôm nay chúng tôi đến đây để lấy mẫu bánh và tổng thanh tra vệ sinh xưởng và cửa hàng. Vì sự việc xảy ra ảnh hưởng tâm lý người dân khá lớn, nên đã có quyết định đình chỉ tiệm bánh Vua Bánh Mì cho đến khi có kết quả rõ ràng. Cái gì? Cái gì? Đình chỉ sản xuất? Chưa có kết quả gì tại sao lại đình chỉ chứ? Chính vì chưa có kết quả nên mới phải đình chỉ. Hình ảnh lan truyền khắp nơi là một con gián chết nằm trong một cái bánh của tiệm ở đây. Nhưng mà cái chuyện này bây giờ... Thôi. Chúng tôi chỉ tạm đình chỉ là đã hiểu và thông cảm lắm rồi. Đây là văn bản chính thức yêu cầu tạm ngưng sản xuất bánh. Yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Má. Chị. Tôi biết rồi. Cảm ơn hai anh. Để con đưa má ra ngoài nha. Cho ba biết chuyện này. Ba còn yếu lắm. Đình chỉ sản xuất
không khác nào bắt người ta dẹp tiệm. Ủa, chú Vinh đâu? Chú Vinh đi xử lý chút chuyện giùm anh rồi. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Tôi ở salon xe hơi Xuân Phát, đến bảo trì xe theo thời hạn. Bảo trì xe hơi? Sao tôi không nghe phòng tổ chức báo lại? À, anh cho tôi hỏi, ở đây có một chiếc xe Fortuner xám lông chuột, bản số là 51F707160 không? Dạ có, theo tôi được biết là ở đây có chiếc Fortuner màu lông chuột, nhưng mà không phải biển số 51F707160, mà là biển số 51F707155. 70715. Là không nằm ngoài dự đoán của mình. Chắc là tôi nhầm rồi. Thôi anh chờ một chút, để tôi gọi điện hỏi lại cho chắc. Nhiều khi tôi nhớ nhầm thì sao? Cảm ơn. Dạ không có gì. Dạ. Sao rồi? Dạ tình hình đang kiểm soát rất tốt. Thông tin tiệm bánh bây giờ là sự kiện nổi bật ở Bảo Lộc. Cho dù tiệm bánh nằm ở rất xa, đúng là sức mạnh của truyền thông. Bên đó còn có động tĩnh gì? Dạ không, bên thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã xuống và báo họ ngừng sản xuất. Không được chủ quan. Không lý do chuyện như vậy mà bên đó chịu buông xuôi, tiếp tục phát tán và đẩy dư luận lên cao hơn. À, nếu cần thiết thì kêu nhà báo viết thêm vài bài nữa. Mọi việc phải dứt điểm. Có khi bây giờ nhà báo còn chủ động tìm thêm thông tin để viết lên báo đó anh. Đang nóng quá mà. Không để xảy ra sơ hở gì đó. Dạ. Nhưng mà cũng ngộ. Nghe nói tiệm bánh nó uy tín mấy chục năm nay. Vậy mà phút chốc mọi người lại quay lưng và nguyền rủa họ. Truyền thông là con dao hai lưỡi mà. Nếu biết xài thì tốt, nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ đi chướng ngại vật trên đường. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Dạ em xin phép. Hữu Nguyện, mày hài lòng chưa? Để xem chúng ta sẽ cùng đi đến đâu trên con đường này. Mình vô đây mà cũng khó nữa. Ê nhóc, đang làm gì đó? Sao vậy? Con gì bay vô mắt hả? Đâu có đâu, đang dọn dẹp bụi bay vô mắt thôi. Mày đi dạo không? Dạo gì? Trời cũng đâu có đẹp đâu. Thì đang rảnh mà, mày ráng tận hưởng chút đi. Vài bữa nữa tìm bánh mở lại, bận biểu muốn đi cũng không được đâu. Ôi, bận như hồi trước còn hơn á. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng có lo. Bây giờ đi chơi nha. Tôi sẽ dẫn nhóc đi ăn đồ nướng nè, ăn kem nè, uống sinh tố nè, ăn bánh tráng trộn nè, ăn trái cây nè, ăn Nè. Hả? Mấy cái món anh kể á, ăn như vậy, ăn chung với nhau, tại tháo được tôi chết thì sao? Vậy thì muốn ăn gì cũng được hết á. Thiệt không? Ăn gì cũng được hết hả? Thiệt.
miễn là nhà hàng ngàn sao là được. Biết ngay mà, có là nhà hàng ngàn sao á, tôi cũng ăn cho anh nghèo luôn á. Vậy giờ mình đi nha, ha. Đi liền á hả? Ừ. Nè, chần chừ là tôi đổi ý, mất lòng ăn ráng chịu nha. Còn cái chổi, tôi chưa cất chổi nữa. Thôi kệ đi, có cái chổi ai mà thèm lấy, đi. Anh nè, em mới nói chuyện với bà Phượng. Chỉ cần chuyện này xong thì mình sẽ có được số cổ phần đó từ phía bà Phượng. Thằng Bảo có thích con bé đó không? Con bé đó nhìn cũng được, không đẹp sắc sảo lắm, nhưng được cái là dễ bảo. Mà cái được nhất là nó rất thích thằng Gia Bảo. Nhưng mà thằng Bảo... Từ từ nó sẽ thích. Nếu như nó biết được sau đám cưới nó sẽ có gì và bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ thích thôi. Anh hiểu rồi. Cô chào cô. Ủa? Dạ chào bác. Con tới hồi nào sao không gọi cho cô? Dạ con cũng mới tới à. Đây là Mai Thanh mà phải không? À, đây là con gái duy nhất của tập đoàn Trường Phát, có vốn điều lệ cả trăm tỷ đó. Em tính cho tụi nhỏ sẽ cưới vào cuối năm nay đó. Xin chào con. Nè, sao không để cô tới đón con? Cô cháu mình đi chung cho vui. Dạ thôi, sợ phiền cô lắm, con tự đi cũng được. Thôi bây giờ mình đi đi con. Dạ. Tôi đi nha. Mình đi, đi cô. Con. Con coi nè, con thấy sao? Dạ con thấy hai cái đó hợp với cô á. Sao nãy giờ con thấy cô lựa cái nào cũng hợp với cô hết vậy? Coi bộ con không chỉ đàn hay mà gu thời trang của con cũng được quá chứ. Vậy mà mẹ con nói là con không biết lựa đồ. Gu thời trang của con sao so được với cô? Cô vừa trẻ đẹp, dáng lại chuẩn, chắc chắn mặc hai cái đó là đẹp lắm luôn á. Nhờ có câu nói này của con, cô có cảm giác là cô trẻ thêm 10 tuổi nữa đó. Con nói thiệt mà. Đẹp hả con ha? Dạ. Cô tới đây làm gì? Thì tôi cũng đi mua sắm như chị thôi. À, Thanh à, con đi coi đồ đi. Hôm nay con muốn mua gì cũng được. Xem như là chút quà cô mừng con về đây. Để cô nói chuyện với bạn cô một chút. Dạ. Cô đang làm cái trò gì vậy? Cô bị điên hả? Không phải Kha, cũng không phải Minh, chắc là con dâu tương lai. Gia Bảo con trai của chị, hình như cũng bằng tuổi con trai tôi phải không? Nè, đừng có làm lộ quá, coi chừng con dâu tương lai phát hiện bây giờ. Cô... À chị, anh để quên cái này ở chỗ tôi. Gì? Gì? Cô nói cái gì? Vậy là anh không nói chuyện gì với chị sao? Mấy bữa trước anh bị tai nạn, cho nên anh phải ở nhà tôi mấy ngày. Cô... Lúc về anh để quên cái này. Cô... Vậy là cô đã gặp lại chồng tôi rồi đúng không? Không được sao? Cô... Nè, cô hết muốn sống rồi hả? Sao? Đừng nói là chị lại tính cho người đẩy tôi xuống suối một lần nữa nha.
Mai Thanh. Dạ. Về thôi con. Cô cảm thấy không được khỏe lắm nha. Dạ. Công ty của chúng tôi. Các bạn mất bao nhiêu thời gian để viết những bài quảng cáo này? Một ngày, một buổi hay là một tiếng đồng hồ? Các bạn là những người chơi với chữ. Vậy mà từng câu từng chữ trong này, tôi chỉ nhìn thấy được sự hời hợt, không có một chút đam mê nào với từng sản phẩm của công ty. Vậy thì làm sao các bạn truyền được đam mê tới khách hàng qua từng con chữ của các bạn? Làm gì cũng vậy, không có đam mê thì cái vỏ bên ngoài có đẹp đẽ tới đâu thì cũng vô cùng nhạt nhẽo. Trước hết, mỗi người hãy viết cho tôi một báo cáo cho từng loại bánh, đặc trưng và cảm nhận. Tôi chưa đòi hỏi các bạn phải có một bài viết độc đáo, nhưng nếu các bạn đặt bút xuống mà không có sự đam mê, không có cái tâm ở trong đó, thì công ty của chúng tôi sẽ không bao giờ hoan nghênh các bạn. Chị hai. Em không bao giờ có cái thói quen gõ cửa trước khi vào phòng người khác hả? Như vậy thì mới gây bất ngờ được chứ. Ủa, chị hai sao vậy? Chị bệnh hả? Không, chị hơi mệt với mấy đứa nhân viên mới. Chị không hiểu sao bây giờ mấy bạn không biết cách làm việc hay sao á. Tâm hồn để đâu mà chẳng thấy việc gì ra hồn cả. Nghe có vẻ hơi nhột. Có cả em nữa đó. Học hành không chuyên tâm, mai mốt ra làm gì cũng không chuyên tâm nữa. Sao nhân viên chị làm sai mà chị lại la em? Làm người ta có ý tốt, tính rủ đi xem phim, đi ăn tối, rồi còn đi shopping nữa. Chị không đi được. Chị không hiểu tại sao em lấy đâu ra nhiều thời gian để la cà đến như vậy. Em không cảm thấy phí hả? Mà chị làm nhiều vậy làm chi? Em chỉ làm tốt công việc được giao thôi. Chứ làm nhiều, làm tốt ở cái công ty này cũng đâu được gì đâu. Khi chúng ta là những cô gái xinh đẹp. Bộ em nói không đúng hả? Chắc chắn cuối cùng cái sự nghiệp này cũng sẽ giao lại cho con trai. Bây giờ ba có tới hai người con trai lận, thì đâu tới lượt tụi mình đâu. Chị không quan tâm là sự nghiệp này ba sẽ giao cho ai. Chị chỉ muốn làm hết sức với công việc của mình thôi. Cho dù chị làm ở công ty này hay là công ty khác thì cũng như vậy thôi. Mình đừng đòi hỏi bất kỳ một cái gì khi mà mình vẫn chưa làm hết sức của mình. Em chị thua chị rồi đó. Vậy là chị không đi chơi với em phải không? Không. Vậy thôi em đi về. Mất hứng quá đi. Chị nhớ canh giờ về nhà ăn cơm. Hôm nay có bà ở nhà đó nha.
Anh à, anh tính chừng nào cho thằng Bảo vô công ty làm vậy? Em thấy trước mắt cho nó vô phòng kế hoạch có vẻ được đó. Cái đó đi phòng nhân sự, họ sẽ tự sắp xếp. Vậy với thằng Nguyễn, anh tính đưa nó vô công ty làm, là anh định đưa cho nó vô phòng nào vậy? Tự nhiên em lại thấy tò mò. Với một đứa không có trình độ, không có kinh nghiệm, thì không biết nên đưa nó vô phòng nào để mà làm việc. À, cuối tuần này em có hẹn với gia đình Trường Phát để ăn tối. Anh cố thu xếp nha. Bảo, Kha, Minh, tụi con cũng vậy nghe không? Dạ. Bữa đó con có hẹn rồi. Quỷ hẹn đi. Không được. Con có hẹn với Lan Anh. Lan Anh nào con? Ý con nói là cái cô Lan Anh trước đây làm thư ký công ty mình đó hả? Dạ thưa ba, tụi con đang yêu nhau. Gia Bảo, ngoài Lan Anh ra con sẽ không đồng ý gặp gỡ ai hết. Nếu như bây giờ phải cưới ai đó, con sẽ chỉ lấy Lan Anh thôi. Bảo, không lẽ tới bây giờ con chưa tỉnh ra sao? Má đã nói không là không. Anh à, anh cản nó đi. Lấy con gái của Trường Phát có lợi ra sao, anh là người biết rõ mà. Nếu có thời gian rảnh thì thu xếp đưa bạn tới đây chơi. Ngay cả anh cũng vậy nữa hay sao? Tôi no rồi. Anh à, anh tính hủy cuộc hẹn với bên Trường Phát thiệt hả? Thì Bảo nó nói nó không thích mà. Nó không thích vì nó chưa biết cái gì cần thiết cho cuộc đời của nó. Anh phải giải thích cho nó hiểu chứ. Nó chỉ cần đủ hiểu là nó muốn chọn người nó cưới làm vợ. Đây là lần đầu tiên con nó dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói ra mong muốn của nó. Từ sau cái hồi nó 12 tuổi, lúc nó nói nó muốn học làm bánh, thì chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói như vậy hết. Nhưng mà em... Anh không muốn ép con để sau này nó phải hối hận. Hối hận? Cho nên anh mới đi gặp lại con nhỏ đó. Anh đã gặp lại con Dung có đúng không? Anh đi gặp nó cho nên mới bị tai nạn. Cho nên anh đã ở nhà nó mấy ngày trời đúng vậy không? Rồi giờ anh đã hối hận vì anh đã lấy tôi, nên anh mới đi tìm nó, muốn quay lại với nó, đúng hay không? Thật ra em còn lo sợ cái gì nữa? Em đã có trong tay mọi thứ hết rồi, em còn lo sợ cái gì nữa hả? Em sợ mất anh. Em sợ anh bỏ em. Vậy được chưa? Em nói đúng không? Cuối cùng thì chắc chắn cái sự nghiệp này sẽ được giao lại cho con trai. À không, hai đứa con trai kia thôi. Bây giờ ba có tới hai con trai, đâu tới lượt mình.
mình phải chứng minh cho bà thấy, dù mình không phải là con trai, nhưng mình vẫn có thể làm tốt hơn. Sao? Hôm nay đi chơi vui không? Thì vui, được ăn miễn phí là vui rồi. Ha, hay quá ha. Nè, ăn nhiều vô, rồi mập thù lù với cái lu luôn đi. Hứ, mi này á, không có gì để tự tin, trừ cái là mi đẹp và dáng thon nữa. Hả? Mi ơi, mi ơi, về mi ơi. Vô gì, cứ chọc tôi hoài à. Dù sao, cũng cảm ơn anh hôm nay nha. Chỉ cần lúc nào nhóc cũng vui như vậy là được rồi. Cuộc đời này phức tạp lắm, nhưng đừng phí thời gian để buồn nha. Tôi nghe đi, chuyện bên đó sao rồi? Dạ, đã có kết quả thanh tra về quy trình sản xuất ở tiệm Vua Bánh Mì. Không có chút sai sót nào hết. Có thể sẽ thông báo kết quả vào ngày mai. Cái gì? Không được dây dưa nữa, giải quyết dứt điểm cho tôi. Tiệm bánh nhỏ như bàn tay thôi, dẹp nó có gì là khó. Cho dù kết quả thanh tra có ra sao đi chăng nữa, thì thiếu gì cách để làm. Tôi không muốn nghe bất kỳ thông tin gì về tiệm bánh đó đâu, rõ chưa? Dạ, em hiểu. Chúc mừng anh, kết quả thanh tra rất tốt, tiệm mình có thể hoạt động trở lại. Dạ, cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn. Lần sau được để chuyện này xảy ra nữa, vì đây là thành phố du lịch, dễ làm cho người dân hoang mang lắm. Trời đất ơi, chuyện này có phải là người nhà tôi gây ra đâu. Thôi, dạ, cảm ơn hai anh nhiều lắm. Sau này chúng tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn. Chào ông. Dạ. Dạ, dạ chào anh. Dạ. Chào ông. Hay quá, chúc mừng ơi, đợt này coi như nhà mình thoát nạn. Bây giờ về nha, tất cả đi vô coi dọn dẹp phòng ốc cho đàng hoàng tử tế, rồi bắt đầu á làm cho ra mẹ bánh mới. Dạ dạ dạ. Bây giờ em vô em chuẩn bị mọi thứ để mình mở cửa tiệm. Rồi rồi. Ê, ê, để tôi vô tôi coi tụi nó làm sao đã, chứ để ông thôi tụi nó phá banh cái lò bánh luôn rồi. Vô đi. Anh nhờ em đi thêm mấy bài dùng. Nếu cần thiết em nhờ các sinh viên đăng trên diễn đàn. Nhưng mà kết quả đã có rồi mà. Anh biết, có kết quả thì anh mới nhờ đến em chứ. Vậy thì chi phí bây giờ phải khác nghe anh. Em đừng làm anh khó xử. Anh chỉ muốn là công việc nó trôi chảy thôi mà. Chứ anh nghĩ coi, bây giờ tụi em cũng khó xử vậy. Cơ quan chức năng đã có kết quả hết trơn rồi, mà bây giờ tụi em ra bài mới, dư luận họ phản ứng ngược với tụi em. Chết tụi em nghe anh. Nhưng mà anh biết là em có cách khác, đúng không? Dạ. Cách khác hả anh? Vậy thì chi phí khác nha. Thôi được rồi, em cố gắng làm giúp anh đi, miễn sao công việc nó trôi là được. Anh yên tâm. Cảm ơn em. Dạ. Dạ. Chào tổng giám đốc. Ngồi đi con. Dạ. Chú có nghe Gia Bảo nói về con? Dạ. Con xin lỗi chú, vì con đã làm chú phải bận tâm. Cũng có ngạc nhiên,
Nhưng chú lại thấy an tâm. Con thật lòng với Gia Bảo chứ? Con cũng đang cố gắng để thật lòng mà. Tốt. Con là một người thẳng thắn. Dạ. Mọi thứ đều sẽ trôi qua nhanh chóng như một cái chớp mắt. Tuổi trẻ thời yêu đương bồng bột. Nhưng chú vẫn mong là con thương Gia Bảo thật lòng. Bảo nó coi vậy chứ, nó là một người rất cô đơn con à. Dạ chú. Chú là người chỉ biết công việc với công việc. Chú không biết thể hiện tình cảm của mình với con cái như thế nào cả. Có những thứ chú không thể nào cho Bảo nếu như con bù đắp được. Chú rất biết ơn con. Dạ. Thực ra có rất là nhiều điểm con không xứng đáng với Gia Bảo. Ba mẹ con mất hết rồi, con lớn lên trong nhà mở. Trong tay con cũng không có gì hết. Chỉ cần con thật lòng với Gia Bảo, đối với chú như vậy là đủ. Dạ. Nếu như con muốn, con có thể quay lại công ty làm việc, bắt đầu vào tuần sau cũng được. Ủa anh, anh lại mua bánh ở đây hả? Thì bình thường mình cũng mua bánh ở đây mà em. Anh không nghe có dán ở trong bánh à? Ôi trời ơi, ở trên mạng cũng có tin đính chính rồi mà em. Trời ơi, không có lửa làm sao có khói. Ở trên mạng người ta đồn ầm ĩ kìa. Chắc là dùng tiền chạy chọt để có kết quả tốt thôi. Em nghĩ tới là không muốn ăn rồi. Thấy mà ghê. Thôi đi đi anh. Vậy thôi mình đi. Nè nè, anh chị ơi, nè. Không thể nào chịu đựng được nữa rồi mà. Tại sao tin đồn cứ tràn lan như vậy chứ? Không lẽ mình cứ phải ngồi yên chịu đựng hay sao? Phải tìm cái người nhà báo đó hỏi cho ra lẽ chứ. Không cần đâu, đừng có dây dưa nữa. Đã tìm được thông tin của chiếc xe đó rồi. Đó là của công ty Thành Phát. Và người đàn ông đó là tài xế của ông ta. Đi đâu mà vội vậy? Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Vậy sao? Anh có chuyện gì gấp lắm hả? Tìm bánh. Bị người ta chơi xấu. Bị mang tiếng. Thì ra là chuyện đó. Chuyện đó tôi cũng biết. Báo chí đăng rất nhiều. Giờ anh tới đây định nhờ bà giúp đỡ hả? Đó không phải là chuyện của cậu. Đừng vì cái tiệm bánh nhỏ xíu đó mà tới đây làm phiền bà. Lâu lâu ba mới vui vẻ. Đừng vì cái chuyện này mà tới đây làm phiền ba. Cậu nói như vậy mà nghe được hả? Hai năm qua cậu cũng là học trò của thầy đó. Xin lỗi. Cái tên thầy Phan đó đã không còn trong trí nhớ của tôi nữa rồi. Chẳng lẽ là cậu làm sao? Chẳng lẽ vì thua tôi trong cuộc thi làm bánh, cậu đã ôm hận
Làm những cái trò đê tiện như vậy hả? Trả lời đi, có phải là cậu làm không? Trả lời đi, có phải là cậu làm không? Nếu là tao làm thì mày làm gì được tao hả? Khốn Nguyện, mày là thằng khốn này, đó là thầy của chúng ta đó, thầy của chúng ta đó. Khốn này, khốn này, các người tránh ra. Chó, mày dám đánh tao hả? Lan Anh xin Nguyện đó. Nguyện đừng đánh nữa. Lan Anh xin một lần này thôi. Nguyện, chẳng gì đâu. Hai đứa làm cái gì vậy? Hữu Nguyện, Gia Bảo, tại sao hai đứa lại đánh nhau? Đã xảy ra chuyện gì? Nguyện, nói cho ba biết đi. Người ta khiếu nại tiệm bánh sản xuất mất vệ sinh, còn có bằng chứng là có dán chết. Chuyện này rất khả nghi. Là vì tiệm bánh hoạt động như thế nào ba cũng đã biết rồi đó. Con nghĩ là có người đã cố tình hãm hại thầy. Hơn nữa dù cho Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nói là an toàn, tiệm bánh không còn bị đình chỉ nữa, nhưng các bài báo trên mạng vẫn đưa tin sai lệch, làm cho tiệm bánh bị ảnh hưởng nặng nề. Có chuyện như vậy sao? Dạ, con có theo dõi và biết được. Có một chiếc xe hơi rất là khả nghi, có khả năng mua chuộc người khách đó để làm chuyện này. Con muốn nhờ ba tìm hiểu, giải quyết và lấy lại công bằng cho tiệm bánh. Con xin lỗi vì chuyện đánh nhau vừa rồi. Tôi xin lỗi, tôi đã để cho mọi người phải lo lắng cho tôi. Thành thật xin lỗi. Anh đang nói cái gì vậy hả? My à, hôm nay tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi đã không giữ lời hứa với cô. My à, tôi xin lỗi nhiều lắm. My à, tôi xin lỗi. Tôi đây không phải lỗi của anh. Vũ Nguyện, anh đừng nói nữa. Vô đi.
Dạ thưa anh, em nghe nói anh cho gọi em. Chính chú đã làm có phải không? Chính chú đã cố tình cho người bỏ dán vào bánh để hãm hại tiệm bánh của thầy tôi có phải không? Và chính chú đã thao túng cả trang báo mạng để bôi nhọ uy tín của thầy tôi có phải không? Dạ thưa anh, em nghĩ trong chuyện này chắc có hiểu lầm thôi. Tại sao chú làm vậy? Có phải vì thằng Nguyễn không? Chú là người chủ mưu tất cả mọi chuyện có phải không? Kìa anh, lâu nay chú làm khổ đứa con tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ còn dám làm hại đến danh dự của người thầy tôi nữa. Tôi sẽ không dung túng cho sự ích kỷ và độc ác của chú nữa. Tôi cho chú thời hạn một tuần để hoàn tất bàn giao công việc lại cho thư ký của tôi. Anh, sau đó thì nộp đơn xin nghỉ việc đi. Chú nghe rõ chưa? Dạ thưa ba. Con chưa về à? Dạ, bây giờ con về nè ba. Ba về cùng với con nha. Không, ba có việc phải đi. Nhưng mà trước khi đi, ba muốn nhờ con một chuyện. Chuyện gì vậy ba? Tiệm bánh của thầy Phan bị người ta hãm hại, đưa tin sai lệch, làm ảnh hưởng tới uy tín của thầy. Ba muốn con giúp ba dẹp bỏ những tin tức thất thiệt đó. Dạ, con biết rồi ba. Bây giờ cũng tối rồi, mà ba chưa ăn tối nữa hả? Con đừng lo, ba không xem thường sức khỏe của mình đâu. Con cứ về trước đi. Nói với má con, ba bận việc, chắc là về trễ lắm. Dạ ba. Dạ tổng giám đốc. Anh đưa tôi tới tiệm bánh Vua bên mình. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Thank you.
ơi, Nguyễn, Nguyễn ơi. Ủa, thầy, thầy, thầy khỏe rồi hả thầy? Sao thầy lại qua đây giờ này? Có thay đồ làm bánh rồi đi xuống đây với thầy. Dạ. Thầy thấy khỏe thì không thầy? Hay là mình thôi đi, để con đưa thầy lên phòng nghỉ nha thầy. Con lấy bột ra đây cho thầy. Dạ, nhưng mà thầy muốn làm bánh ngay bây giờ. Nhanh đi con. Dạ. Nói cho thầy nghe. Dạ. Tại sao con thích làm bánh? Con thích làm bánh tại vì con thấy có mùi vị ấm áp. Ra là vậy.